Mời quý vị và các bạn đến với Mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ tai nạn giao thông, rất may là không gây thiệt hại về người. Vụ va chạm xảy ra tại ngã tư nút giao quốc lộ 38 cũ với đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - cầu Rẽ Ninh Bình giữa hai xe ô tô biển kiểm soát 90C09163 có rơ móc đi hướng từ thành phố Hưng Yên đi Khoái Châu và xe tải biển kiểm soát 29C80627 đi từ quốc lộ 38 đi Ân Thi. Hậu quả xe 90C kéo theo rơ móc lao xuống sông, xe còn lại chở bia hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định hai xe không làm chủ được tốc độ khi vào nút giao. Mặt khác, tại nút này chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ. Do việc cài đặt thời gian hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 39A, tỉnh lộ 379 và đường huyện Khoái Châu chưa hợp lý, dẫn đến nơi đây thường xuyên bị ách tắc cục bộ. Các giờ cao điểm sáng từ 10 giờ đến 12 giờ và chiều từ 16 giờ đến 17:30, đèn tín hiệu tại ngã tư nút giao quốc lộ 39A, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu lại tắc như thế này. Phương tiện giao thông ùn tắc cả cây số. Nguyên nhân là do việc đặt thời gian đèn xanh đi vào trung tâm huyện Khoái Châu chỉ có 24 giây, trong khi đi thẳng tỉnh lộ 379 là 86 giây. Vì thời gian đèn xanh đi vào huyện Khoái Châu ít, trong khi lưu lượng xe lớn nên giờ cao điểm đã gây ách tắc. Hiện nay tại nút giao tỉnh lộ 386, tỉnh lộ 396, địa bàn xã Đình Cao, huyện Phù Cừ thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, cần sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Qua báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an huyện Phù Cừ cho thấy, tại nút giao này trung bình một tháng xảy ra từ 1 đến 2 vụ va chạm giao thông tại nút giao tỉnh lộ 386 và 396. Quan sát ngã tư cho thấy, nếu đi từ tỉnh lộ 396 hướng từ xã Nhật Quang ra tỉnh lộ 386 hoặc đi thẳng có tầm quan sát hẹp, nút giao chưa có gờ giảm tốc cưỡng bức, cộng với ý thức điều khiển phương tiện không giảm tốc độ khi vào nút là những nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông tại đây. Tại khu vực ngã tư Nhật Quang đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đề xuất lên ban an toàn giao thông là lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo và lắp thêm một số cái gờ giảm tốc. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang tồn tại 3 điểm họp chợ lấn đường gây mất an toàn giao thông, cần sớm lập lại trật tự. Đây là hình ảnh chợ cóc họp trên đường trục trung tâm phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Mặc dù thị xã đã xây dựng chợ rầm và các chợ trung tâm thương mại ở gần khu vực như trung tâm thương mại Đoàn Khanh, chợ Bao Bì, nhưng tiểu thương sinh sống tại phường này vẫn lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng. Rất nhiều lần chúng tôi tuyên truyền, tuy nhiên cái việc này khi có lực lượng ra thì họ chấp hành, còn khi không có lực lượng ra thì họ lại tiếp tục họ lấn chiếm. Thì cái này là cũng có cái khó khăn vướng mắc và cái này là cũng liên quan đến chưa có vấn đề chế tài là xử lý. Chợ Bao Bì được xây dựng trên cơ sở giấy phép của các cấp có thẩm quyền, nhưng nhiều tiểu thương không vào chợ mà lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa. Công an phường cũng đề xuất với các cấp, các ngành là đề nghị là có cái văn bản cụ thể quy định xử lý để công an phường sẽ tuyên truyền và răn đe. Và khi công an phường đã tổ chức ký cam kết mà người dân vi phạm thì công an phường sẽ có cái biện pháp hình thức để xử lý. Hiện Mỹ Hào còn 3 điểm mất an toàn giao thông do tiểu thương họp chợ trái phép như chợ Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, chợ Cóc ở phố Thứa, hành lang ngã tư khu vực chợ Bao Bì, phường Bần Ninh Nhân. Ban an toàn giao thông thị xã thường xuyên có công văn gửi Ủy ban nhân dân các xã phường nhắc nhở việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm chợ cóc, chợ tạm cũng như các khu vực liền kề chợ có phép. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ lấn đường vẫn thường xuyên tái diễn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Xin được cảm ơn công ty xe buýt Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.